Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Thông tin Tri thức tốt. Lời đầu tiên, thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý bạn tuổi Mậu Dần 1998, nếu có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh, tài lộc của mình thì hãy để lại lá số tử vi, ngày tháng năm sinh, giờ sinh trong phần bình luận ở phía bên dưới để ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý bạn trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí nhé. Quý bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để được cập nhật những video hay và hữu ích về tuổi của các bạn. Những người sinh ra trong khoảng thời gian từ 28 tháng 1 năm 1998 đến 15 tháng 2 năm 1999 dương lịch thuộc tuổi Mậu Dần, cầm tinh con hổ. Với thiên can Mậu, địa chi Dần, giải nghĩa chi tiết là quá sơn chi hổ, hổ qua núi, mệnh thổ, thành đầu thổ. Năm Giáp Thìn 2024 có thiên can Giáp, địa chi Thìn, ngũ hành phú đăng hỏa, tức lửa đèn to. Quý bạn tuổi Mậu Dần 1998, mệnh thổ gặp năm hỏa tương sinh, thiên can Mậu gặp Giáp tương khắc, địa chi Dần gặp Thìn bình hòa. Luận giải theo ngũ hành thì năm nay quý mệnh chủ đạt được 7 trên 10 phần hợp với năm Giáp Thìn 2024. Mời quý mệnh chủ xem luận giải chi tiết để biết rõ hơn về tử vi trong năm của bản mệnh trên nhiều phương diện như công danh sự nghiệp, tài lộc, hôn nhân gia đạo và đặc biệt về sức khỏe. Đồng thời dễ dàng đưa ra những biện pháp dài hạn sao phù hợp giúp quý mệnh chủ đón chờ một năm mới cát lành, bình yên. Về phương diện công việc, sự nghiệp, năm nay hứa hẹn mang đến sự nghiệp thuận buồm xuôi gió đối với vận trình công danh sự nghiệp của quý bạn. Tuy rằng mệnh chủ có thể sẽ gặp khởi đầu khó khăn, nhưng rồi công việc sẽ dần hanh thông và có tiến triển tích cực. Nếu mệnh chủ muốn thực hiện hóa ước mơ của bản thân, thì cơ hội đạt được thành công cũng rất khả quan. Những thành quả mà bản mệnh đạt được trong công việc chủ yếu là nhờ vào sự siêng năng cần cù. Ngay cả khi đối mặt với vô vàn trắc trở, người tuổi này cũng hiếm khi than vãn. Trong năm nay, nếu mệnh chủ kiên trì, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, thì sẽ đạt được các mục tiêu đã đề ra. Về phương diện tài chính, theo tử vi học cho biết, bản mệnh năm nay có nhiều tài lộc do có các tinh soi chiếu. Sự nghiệp thăng hoa có thể mang đến nguồn thu nhập dồi dào nên cuộc sống cũng được dư giả. Thay vì tiêu xài hoang phí, mệnh chủ nên lập kế hoạch chi tiêu thông minh để tiền tài không bị thất thoát. Bên cạnh đó, nên tránh những hoạt động kinh doanh mang tính chất rủi ro, lựa chọn kỹ đối tác làm ăn uy tín để mọi việc được thuận lợi, tốt đẹp. Nên tìm hiểu thị trường trước khi đầu tư hoặc mở rộng làm ăn để tìm ra cách thu lợi nhuận hiệu quả nhất. Về phương diện tình duyên gia đạo, vận trình tình duyên của những người còn độc thân trong năm nay khá rực rỡ, tươi sáng. Mệnh chủ có cơ duyên gặp được người tâm đầu ý hợp. Nếu biết vun vén tình cảm thì hai người sẽ có kết quả viên mãn, nhanh chóng đi đến hôn nhân. Đối với những người đã kết hôn, cuộc sống gia đình trong năm nay tương đối an vui hạnh phúc. Dù có bận rộn với công việc đến mấy, mệnh chủ cũng nên dành thời gian trò chuyện với vợ con để các thành viên trong gia đình thấu hiểu nhau hơn. Về phương diện sức khỏe, vận trình sức khỏe của quý bạn không gặp phải vấn đề nghiêm trọng nào trong năm nay. Người trong độ tuổi này vẫn nên chú ý chăm sóc sức khỏe để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh lúc về già. Duy trì lối sinh hoạt lành mạnh, đồng thời luyện tập thể thao thường xuyên sẽ giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng. Một tinh thần lạc quan sẽ giúp quý mệnh chủ cảm thấy tràn đầy năng lượng tích cực, luôn hăng say trong công việc. Dành thời gian để thực hiện sở thích cá nhân sẽ giúp mệnh chủ xua tan đi những tiêu cực trong lòng. Diễn biến tử vi theo từng tháng trong năm. Tháng 1, tháng riêng đầu năm, bản mệnh cùng gia đình và bạn bè đón xuân an yên. Chú ý chăm sóc sức khỏe thật tốt để khởi đầu năm mới thật tích cực. Tháng 2, công việc của quý bạn có những thay đổi quan trọng. Bản mệnh nên giữ vững tinh thần, cân nhắc kỹ càng để đưa ra quyết định, nắm bắt cơ hội. Tháng 3, bản mệnh đón nhận nhiều vận may, tài lộc thu được nhiều, con đường công danh sự nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, thăng tiến hanh thông. Tháng 4, trong tháng có phúc khí tăng cao,
mọi chuyện diễn ra như mong muốn và đây cũng là lúc mà bản mệnh nên thực hiện các dự định đang ấp ủ. Tháng 5. Tháng này, vận trình cuộc sống của quý bạn ổn định, bình an. Công việc xuất hành đi xa gặp được thuận lợi và may mắn, có quý nhân giúp đỡ lúc cần thiết. Tháng 6. Bản mệnh tháng này có công việc kinh doanh làm ăn, các dự án trong công ty tiến triển suôn sẻ, không khí trong gia đạo cũng hòa thuận ấm êm. Tháng 7. Tháng này, bản mệnh nên chú ý dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, giữ gìn và tuân thủ chế độ ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, kết hợp rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên. Tháng 8. Tính cách chăm chỉ và nhiệt tình trong công việc giúp quý bạn nhận được thiện cảm của mọi người, nên giữ vững tinh thần lạc quan vui vẻ. Tháng 9. Vận trình tháng này của bản mệnh đón nhận nhiều tiền tài, may mắn trong công việc, nhận được lời đề bạt hoặc cho phép tăng lương từ cấp trên. Tháng 10. Đây là tháng bản mệnh có nhiều mối nhân duyên rực rỡ tốt đẹp, tinh thần phấn chấn, sức khỏe dồi dào. Người độc thân gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Tháng 11. Công việc trong tháng cần cẩn thận, đầu tư hay góp vốn kinh doanh, suy xét kỹ càng, không nên nóng vội. Tháng 12. Tháng cuối năm, quý bạn nên tập trung hoàn thành các mục tiêu trong công việc cả năm. Dĩ hòa vi quý chỗ làm việc thì mọi thứ sẽ thuận lợi hơn. Hôm nay, quý bạn gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức hay còn gọi là Mộc Đức Tinh Quân là vị thần trông coi sao Mộc. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành Mộc, hướng tới sự an vui, hòa hợp. Nói một cách khác, Thái Tuế chính là Mộc Tinh, vì cứ 20 năm Mộc Tinh lại hoàn thành một chu kỳ, nên thời cổ đại gọi nó là Tuế Tinh, vừa là một hành tinh lại vừa là một trong những vị thần được sùng bái từ xa xưa. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành Mộc, hướng tới sự an vui và hòa hợp. Trong năm quý bạn gặp sao này chiếu mệnh, thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Sao Mộc Đức là phúc tinh trong cửu diệu của niên hạn, tốt cho cả nam và nữ mạng. Quý bạn được sao Mộc Đức chiếu mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn trong kinh doanh, đường công danh thuận lợi. Những người phụ nữ đang mang thai được sao Mộc Đức chiếu mệnh thì đứa trẻ sinh ra có khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh và quyết đoán. Người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp Mộc Đức Tinh Quân sẽ gặp trở ngại ở đầu năm, nhưng cuối năm mọi việc lại thuận lợi suôn sẻ. Người có sao này cũng được kết tinh như sao Thái Âm, làm ăn phát đạt, có tài lộc, nên việc dựng vợ gả chồng cho các con cũng tốt, mọi chuyện hanh thông. Đặc biệt vào tháng chạp thì rất tốt. Tuy có gặp một số trắc trở về gia trạch ở tiền vận, nhưng sao Mộc Đức là phúc tinh nên mọi sự vẫn được bình an, vận dữ hóa lành. Cách thức cúng dâng sao Mộc Đức. Mỗi tháng vào ngày 25 âm lịch, đóng kín các cửa sổ trong nhà, dùng 20 cây đèn cầy cùng hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng đông khấn vái. Đông phương giáp ất Mộc Đức Tinh Quân. Trên bàn đặt một tờ giấy màu vàng hoặc xanh lá cây, ghi tên tinh tú tọa bản mệnh. Đông phương giáp ất Mộc Đức Tinh Quân. Dùng một cây rìu chặn phía trên, lấy vải đỏ che kín bùa và rìu, rồi đặt đằng sau 3 nén hương đã dâng. Sau đó, mặt hướng về phía chính đông, tĩnh tọa trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Qua 7 giờ đem bùa vào nhà bếp đốt là được. Trong năm nay, quý bạn gặp hạn huỳnh tuyền. Gia chủ gặp hạn huỳnh tuyền sẽ gặp chứng đau đầu, xây sẩm mặt mày. Không nên mưu lợi, làm ăn theo đường thủy. Đồng thời không nên bảo chứng cho bất kỳ ai, kẻo sinh điều bất lợi. Cách hóa giải hạn huỳnh tiền. Căn cứ vào những đặc điểm trên, một số cách để giải hạn huỳnh tuyền mà bạn có thể áp dụng là: thứ nhất, không đi lại ở các khu vực sông nước hay mưu lợi bằng đường thủy. Thứ hai, hạn chế đầu tư kinh doanh thương mại trên quy mô lớn, không nên vay mượn tiền hoặc đứng ra bảo lãnh cho người khác vay tiền. Thứ ba, tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện. Việc này không cần gặp hạn mới thực hiện, mà nên thực hiện đều đặn, thường xuyên để bồi đắp nền tảng, gốc rễ của phúc đức, vận may.
vấn đề sức khỏe cũng cần phải tuyệt đối giữ gìn, nên có chế độ làm việc, nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ, phù hợp và khoa học. Nên luyện tập thể thao để rèn luyện sức khỏe. Đây chính là nguyên tắc chung trong việc hóa giải vận hạn. Đồng thời giúp tăng cường may mắn và cải thiện sức khỏe là rất cần thiết để con người chúng ta vượt qua mọi khó khăn vất vả và hướng tới cuộc sống bình an, ấm no và hạnh phúc. Thứ tư, không sử dụng các chất kích thích như bia rượu, giảm bớt lượng muối, mỡ động vật trong khẩu phần ăn. Điều này rất quan trọng ở những người cao tuổi vì những loại thực phẩm trên là kẻ thù của bệnh cao huyết áp, tai biến, đột quỵ ở người cao tuổi.